Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của DigiOne. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn sản phẩm camera C8 VKEP, là một chiếc camera Wi-Fi ngoài trời đến từ thương hiệu EasyVid, được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến của camera. Ngay bây giờ thì hãy cùng mình tìm hiểu và khám phá trải nghiệm chiếc sản phẩm camera này nhé. Trên tay mình đây là chiếc camera C8 VKEP, có thiết kế với hai màu chủ đạo là đen với trắng, được trang bị hai anten hai bên hỗ trợ kết nối Wi-Fi mạnh mẽ cho camera. Bên cạnh đó thì camera còn có thêm một cổng kết nối mạng bằng dây LAN cho kết nối ổn định hơn. Ở phần thân và phần đế camera thì sẽ có một trục xoay bằng cơ 180 độ để điều chỉnh góc nhìn cố định cho camera. Ngoài ra thì camera còn có thêm hai trục xoay khác có thể điều chỉnh từ xa thông qua ứng dụng EasyVid, với trục xoay ngang là 352 độ và trục xoay dọc là 90 độ, giúp cho camera có thể quan sát toàn cảnh 360 độ. Cùng với đó là ống kính 4 megapixel cho ra chất lượng hình ảnh 2K cộng siêu sắc nét, giúp cho chúng ta có thể dễ dàng nhận dạng khuôn mặt và các cái cảnh vật xung quanh trong khung hình của camera. Bên dưới ống kính camera được tích hợp đèn chiếu sáng và đèn hồng ngoại, hỗ trợ cho việc quan sát vào ban đêm với 3 chế độ hoạt động khác nhau. Ở chế độ hoạt động có màu, camera sẽ bật đèn chiếu sáng khu vực xung quanh để camera có thể ghi lại hình ảnh có màu trong điều kiện là thiếu ánh sáng. Ở chế độ hồng ngoại thì camera sẽ ghi hình đen trắng nhưng vẫn đầy đủ chi tiết và rõ nét nhờ vào đèn hồng ngoại với tầm nhìn xa lên tới là 30m. Cuối cùng đó là chế độ thông minh, thì camera cũng sẽ ghi hình lại ở chế độ là đen trắng nhưng sẽ bật đèn và chuyển sang chế độ ghi hình có màu khi mà phát hiện chuyển động trong khung hình. Được trang bị mic và loa thoại, chiếc camera này cho khả năng đàm thoại hai chiều. Chúng ta có thể chào hỏi khách đến nhà, hướng dẫn cho người giao hàng hay là nói lời cảnh báo đến đối tượng xâm nhập. Để đảm bảo an ninh trong khu vực giám sát thì C8 VKEP sẽ chủ động chống trộm thông minh nhờ vào những tính năng như gửi thông báo về điện thoại khi phát hiện đối tượng chuyển động trong khung hình, kích hoạt còi báo động và đèn chiếu sáng để đối tượng, hoặc là tự động xoay ống kính để theo dõi hành vi của đối tượng. Với công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, giúp cho camera có thể phân biệt được chuyển động giữa con người với vật nuôi và các cái vật thể khác. Từ đó thì sẽ xác định chính xác chuyển động của con người và đưa ra lời cảnh báo chống trộm một cách chính xác nhất. Là một sản phẩm camera ngoài trời, C8 VKEP có khả năng chống nước và chống bụi hiệu quả. Các bạn có thể yên tâm lắp đặt chiếc camera mà không cần phải lo đến các cái điều kiện thời tiết như là mưa, nắng hay là bụi bẩn. Về khả năng lưu trữ, chiếc camera này cho phép lưu trữ trên thẻ nhớ, hỗ trợ thẻ lên tới là 256GB, hoặc là lưu trữ trả phí trên đám mây của EasyVid với chuẩn nén là H265, giúp camera giảm dung lượng lưu trữ và băng thông sử dụng so với các cái dòng camera thông thường khác nhưng mà vẫn giữ được chất lượng hình ảnh. Camera C8 VKEP cũng cho phép chia sẻ thiết bị cho người thân để cùng nhau quan sát an ninh. Trong những trường hợp chúng ta không muốn camera ghi hình lại thì chúng ta có thể bật chế độ riêng tư trên chiếc camera này lên, thì camera sẽ tự động ảnh ống kính và dừng ghi hình, dừng ghi âm thanh cho đến khi được mở lại chế độ bình thường. Khi mua sản phẩm camera C8 VKEP sẽ bao gồm những phụ kiện đi kèm. Đầu tiên đó là một set hướng dẫn có hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có cả tiếng Việt. Một bộ cấp nguồn cho camera có thông số đó là 12V 1A. Một tấm mẫu khoan trên đế camera. Cùng với đó sẽ là một bộ ốc vít để cố định camera này lên tường hay là lên trên nhà. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một bộ chống nước cho đầu kết nối mạng của camera. Thì để mua được sản phẩm này chính hãng và được hỗ trợ lắp đặt tại nhà thì các bạn có thể mua hàng tại cửa hàng của DigiOne, đặt hàng qua website digiOne.vn hoặc liên hệ tổng đài mua hàng miễn phí 1800 0047. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho các bạn có thể lựa chọn được một sản phẩm camera phù hợp với ngôi nhà của các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.